những lý do khiến người giàu Việt Nam bỏ tiền mua quốc tịch nước ngoài. Hộ chiếu Việt Nam hiện nay xếp thứ 92 trên tổng số 109 trong xếp bảng hạng quyền lực hộ chiếu năm 2024. So với năm 2023, Việt Nam đã tụt 5 hạng. Năm 2024, công dân Việt Nam không cần xin visa có thể tới được 55 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á. Hộ chiếu Việt Nam chỉ quyền lực hơn Lào và Myanmar. Bản tin của BBC tiếng Việt vào ngày 1 tháng 3 đặt câu hỏi như sau. Vì sao người giàu Việt Nam đổ tiền mua quốc tịch? Trong đó, vấn đề quyền lực hộ chiếu là một phần của câu trả lời. BBC đã đặt ra câu hỏi nhức nhối. Việc giới nhà giàu Việt Nam bỏ tiền mua quốc tịch không phải là chuyện mới, cũng không phải là chuyện chỉ có báo chí nước ngoài đề cập. Chỉ một cú nhấp chuột trên Google là bạn có thể tìm thấy các bài viết như giới siêu giàu Việt Nam tăng nhanh đầu tư định cư nước ngoài thành xu hướng, đăng ngày 10 tháng 3 năm 2022 trên báo Thanh Niên. Vì sao nhiều người giàu Việt Nam khá giàu tìm cách di cư ra nước ngoài, đăng vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hay nhà giàu Việt Nam đầu tư định cư nước ngoài, đăng ngày 20 tháng 72 năm 2017, vân vân và rất nhiều như thế. Theo đó, các báo liệt kê một loạt lý do khiến giới nhà giàu Việt Nam tìm đường ra khỏi đất nước như môi trường, giáo dục, y tế. Bài mới đây trên BBC đề cập đến một lý do khác, đó là quyền lực của hộ chiếu. BBC cho rằng với xếp hạng khá thấp, người cầm hộ chiếu Việt Nam thường gặp khó khăn trong vấn đề xin visa ở các quốc gia phát triển. Không những phải xin visa để nhập cảnh, đôi khi các doanh nhân Việt Nam còn bị từ chối cấp visa về những lý do ngớ ngẩn, trong lúc kinh doanh Việt Nam cần đi nhiều nơi tiếp cận các thị trường mới. Theo giới quan sát, việc người giàu ở Việt Nam đa số là doanh nhân và kể cả chính khách bỏ tiền mua quốc tịch nước ngoài đã trở nên phổ biến từ những đầu thập niên 2000. Một cuộc điều tra của một hãng tin Ả Rập vào tháng 8 năm 2020 cho biết rất nhiều quan chức cấp cao trên thế giới và gia đình họ đã mua hộ chiếu vàng của quốc đảo Ship. Trong danh sách này có 26 người Việt Nam, trong đó có vợ chồng đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc và vợ chồng ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Bản tin này nêu rõ ông Phạm Phú Quốc là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh, là quan chức đã bỏ ra tới rất nhiều tiền để mua hộ chiếu vàng của đảo Ship. Chỉ một ngày sau khi hồ sơ đảo Ship bị tung ra, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc trong cuộc trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 đã khẳng định rằng ông có quốc tịch đảo Ship từ giữa năm 2018 và do gia đình bảo lãnh. Toàn cảnh nghị trường Quốc hội Việt Nam trong một phiên họp, ông Phạm Phú Quốc giải thích và quả quyết rằng vợ và con của ông là doanh nhân đã có quốc tịch đảo Ship trước đó. Việc cáo buộc ông mua quốc tịch đảo Ship 2,5 triệu đô la là không chính xác. Còn ông Phạm Nhật Vũ và vợ cũng có quốc tịch đảo Ship từ ngày 6 tháng 5 năm 2019. Đáng nói đây là khoảng thời gian mà ông Vũ đang thụ án tù 3 năm vì tội đưa hối lộ trong vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG. Gần đây, ông Nguyễn Công Khế là cựu tổng biên tập báo Thanh Niên trước khi bắt giam cũng bị cáo buộc có quốc tịch Mỹ cho cá nhân và toàn bộ gia đình. Hiện nay, gia đình ông Khế đang định cư ở Mỹ và bản thân ông Khế thì bị bắt giữ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết số người giàu Việt Nam đang tăng lên rất nhanh chóng. Báo cáo của tờ báo quốc tế là công ty tình báo về tài sản toàn cầu của Nam Phi cho biết, tính đến tháng 12 năm 2023, Việt Nam có 6 tỷ phú, có 19.400 người sở hữu tài sản trên 1 triệu đô la và có 58 người có tài sản trên 100 triệu đô la. Tài sản do tham nhũng của quan chức bị thu hồi. Tuy nhiên, vẫn theo giới thạo tin, có rất nhiều doanh nhân và chính khách Việt Nam đã lợi dụng việc nhiều quốc gia có chính sách cấp quốc tịch thông thoáng để trục lợi và rửa tiền có được từ kinh doanh phạm pháp hay tham nhũng. Công luận thấy rằng giới quan chức Việt Nam có những mối quan hệ và làm ăn bất chính nên thường sở hữu khối tài sản rất lớn. Họ chắc chắn muốn có quốc tịch nước ngoài cho bản thân và thân nhân trong gia đình. Qua đó họ có thể chuyển tài sản do tham nhũng mà có ra nước ngoài và hợp pháp hóa nguồn tiền bẩn đó. Việt Nam mang danh là quốc gia có nhiều luật, song lại toàn sử dụng luật rừng, như phát biểu của cựu đại biểu Quốc hội Ngô Bá Thành. Đó cũng là lý do vì sao việc khai báo tài sản đối với quan chức không được thực hiện một cách chặt chẽ. Theo khoản 1A điều 22 luật tổ chức Quốc hội sửa đổi đã quy định rõ đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Vậy tại sao đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch đảo Ship mà không bị xử lý? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
những lý do khiến người giàu Việt Nam bỏ tiền mua quốc tịch nước ngoài. Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị bị rò rỉ, Tổng Trọng không quan tâm đến lợi ích quốc gia. Một chỉ thị mật của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề an ninh quốc gia vừa bị rò rỉ trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế. Giới quan sát đánh giá và lo ngại về khả năng Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang gia tăng đàn áp các cá nhân, tổ chức và hoạt động cho là gây nguy hiểm cho sự lãnh đạo độc tôn toàn trị của đảng này. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 1 tháng 3 đưa tin Project 88 tố cáo chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bản tin cho biết chỉ thị 24 CTTV Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2023 đã bị tiết lộ. Project 88 tố cáo chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Việt Nam vi phạm nhân quyền trắng trợn. Đáng chú ý, văn bản này được ký chỉ 2 tháng trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Biden tới thăm Hà Nội chính thức vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Đây là một kế hoạch nhằm đối phó với thứ mà Đảng gọi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Việt Nam. Qua đó, Đảng sẵn sàng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống. Project 88 cho biết chỉ thị 24 nhằm kiểm soát tính dân chủ đối với chính sách công và kinh tế, đồng thời củng cố chế độ độc đảng ở Việt Nam. Đài BBC tiếng Việt cũng cho hay có tổng cộng 9 nội dung được đưa ra trong chỉ thị 24 để đảng ủy các cấp thực hiện, trong đó có 7 nội dung đáng chú ý bao gồm. Thứ nhất là về xuất cảnh, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công dân Việt Nam ra nước ngoài công tác, học tập, trao đổi, tham quan, du lịch. Thứ hai là về dân chủ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước. Thứ ba là tuân thủ thỏa thuận quốc tế về quyền của lao động, không để thành lập tổ chức của người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo, ra soát, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức của người lao động, thành lập và hoạt động không đúng pháp luật. Thứ tư là về hợp tác quốc tế, đề cao cảnh giác, phòng ngừa các mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, cũng như lợi dụng để vận động hình thành tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy cách mạng màu, cách mạng đường phố. Thứ năm, về tài trợ quốc tế cho Việt Nam, tăng cường quản lý việc tiếp nhận viện trợ từ nước ngoài, nhất là các dự án liên quan đến xây dựng chính sách, pháp luật, không tiếp nhận tài trợ nước ngoài đối với các dự án xây dựng pháp luật có nội dung phức tạp, nhạy cảm. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Tiếp theo thứ 6 là về tự do ngôn luận, là phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, đấu tranh với các trào lưu của chủ nghĩa dân túy, bất tuân dân sự, quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Thứ 7 về quyền hội họp, đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động đối tượng chống đối chính trị, các loại tội phạm, nhất là hoạt động cài cắm nội gián, kích động biểu tình, bạo loạn. Theo giới phân tích, đây là những bằng chứng cho thấy đã và đang xuất hiện một làn sóng đàn áp mới về vấn đề dân chủ, nhân quyền, theo xu hướng của các quốc gia dân chủ phương Tây, vốn bị đảng coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với an ninh chính trị tại Việt Nam. Trong nhiều năm, Mỹ và các quốc gia phương Tây luôn cho rằng tăng cường mối quan hệ với Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy nhân quyền. Thế nhưng, chỉ thị 24 đã đặt dấu chấm hết cho quan điểm này, và đây là những nỗ lực chấm dứt các ảnh hưởng của các nước ngoài trong việc thúc đẩy xã hội dân sự và các nhóm chính trị đối lập trong nước. Về bản chất, chính sách này nhằm mục đích củng cố chế độ độc đảng và ngăn cấm người dân tham gia hội họp, lập hội, biểu tình. Quan trọng hơn là ngăn chặn tài trợ quốc tế cho các dự án của các tổ chức xã hội dân sự, và nếu được thực hiện thì chỉ thị này sẽ giết chết các tổ chức xã hội dân sự. Biểu tình là một trong những mục tiêu mà chỉ thị 24 của Bộ Chính trị sẽ triệt tiêu. Tuy nhiên, giáo sư Thayen tại Học viện Quốc phòng Úc thì cho rằng chỉ thị này không báo hiệu một làn sóng đàn áp mới đối với các nhà hoạt động xã hội và dân sự và dân chủ, mà chỉ là một hoạt động bình thường, tức là tiếp tục đàn áp bất kỳ hoạt động của các nhóm vận động xã hội, dân sự và dân chủ của các nhà hoạt động trong nước, thách thức quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, theo giáo sư Thayen, thỏa thuận đối với đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cũng như chỉ thị 24 được ký với bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư. Điều đó cho thấy chỉ thị 24 là phản ứng của Đảng đối với các quan chức chính phủ, có thể do các quan chức này phản đối hoặc quá dè dặt trong việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ cũng như với các nền kinh tế lớn khác lên tầm cao với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Tóm lại, theo BBC, giáo sư Thayen cho rằng phản ứng của họ là tăng cường giám sát, quản lý và đàn áp tất cả những hoạt động mà họ cho là đi ngược lại lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị bị rò rỉ, tổng trọng không quan tâm đến lợi ích quốc gia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.